Hồi xưa Phật Thích Ca có 10 đệ tử, thì hôm nay có biết nhiêu, nhưng mà không có gọi là thập đại đệ tử. Tại vì thập đại đệ tử của Phật Thích Ca là ngày số 1 là ngày Xá Lợi Phất, là thông minh tuyệt đỉnh. Người thứ hai là Mục Kiền Liên, là thần thông siêu quần. Người thứ ba là A Na Lực, là thiên nhãn thông số 1, phải không? Rồi tới Ngạ Nan là có trí tuệ siêu phàm. Rồi ông Maha Ca Diếp là hạnh khổ đầu đà, tức là tu cực khổ. Rồi ông U Bà Ly thì giữ giới luật, tức là giới luật của Phật đưa ra là ông giữ hết. Rồi ông Ca Chin Viên thì giảng nghĩa đó, tức là bất cứ câu hỏi nào thì Hồ đang học theo ông này, ổng đều giải thích được hết. Con là ông vua đưa bà hoàng hậu tới, nhờ dân chúng đồn có ông đệ tử của Phật Thích Ca đến cái làng này, thần thông siêu quần lắm, sẽ cứu được mọi người. Cái ông Ca Chi Viên gặp ông vua đó, cái ông Ca Chi Viên ổng mới lấy cái cành hoa đưa cho ông vua. Ông nói nếu mà bệ hạ mà làm cái cành hoa này sống mãi mãi được, tươi xanh, thì thần sẽ cứu được hoàng hậu. Ông vua nói đâu có làm mãi mãi tươi xanh được. Thì từ đó ông vua mới cam lòng, hiểu không? Tức là mỗi người đệ tử của Phật đều có một cái đó. Còn ông gì nữa ta, tu 10 ông, nãy giờ nói lũ 10 ông, có ông gọi là Tu Đà vậy đó, là coi như là bao nhiêu tiền ông cho hết, vậy mà ông già hoài. Cứ nghe là cái hạnh của ông là cho, cái gì cũng giúp cho. Tức là thập đại đệ tử của Phật Thích Ca, mỗi một ông có mỗi một cái đức hạnh mà người đời mình không có được. Cho nên bây giờ Thiên Nước Kiệt đang chọn ra thập đại đệ tử. Ý nói chỗ này đó, tại giờ có mấy chục triệu đệ tử, nhưng mà có thập đại đệ tử thì tìm chưa ra. Tiêu chuẩn sao vậy sư phụ? Tiêu chuẩn sao chứ? Thì 12 giới luật đó, đến nào mà giữ được 12 giới. Nhưng mà có ông đại tử ca hay đâu, bây giờ tới phiên con lên ca đi, thế giới đó đâu rồi. Nó ngồi thiền, cho ngồi thiền đi, cởi trụ đánh mà nó còn ngồi im nữa. Ok, tới giờ ăn cơm chưa? Ok, hết giờ ăn rồi, hết ca rồi, tiếp một chút. Để hồ động khúc này, bắt đầu mình ngồi giải thích kinh Sám Điện Mẫu cho mấy con nghe nha. Kinh Sám Điện Mẫu, phủ hấp chung ra huyện thành cổ, tỉnh Thiểm Tây. Miếu cổ ứng linh thượng tầng, tỏa ánh hoa minh, kêu non mộng ngự, truyền kinh răng đời. Kim ngon mẹ đây lời mạch quý, Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con, thế chung dĩ dạng cho tròn mẹ hiền, bổ điển bảo toàn chúng sanh, tâm nhật mậu tâm thành kính mẫu, tấm lòng son lộng thấu diêu cung, gia gia xâm hợp trùng phùng, dân ngang quốc thới hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi sinh sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây, núi sông vũ trụ đó đây chính do bằng mẫu dựng ngàn tạo nên. Cái này là đích danh là lời của mẹ. Mẹ viết ở vào thời đại cũng giống như thời đại mình, thì sư phụ thường tiếp xúc với mẹ, thì mẹ cho hai bài kính thiên. Và tất cả các vị chư Phật với cha quý mà hồng thì thông nói Việt Nam dạy cho phụ về bi trí dũng, dạy cho phụ về chính trị, dạy cho phụ về cách an bang tái thế, dạy cho phụ về đạo đức, thì sư phụ mới lên mạng được 5 năm nay. Nếu không có mấy gì dạy, sư phụ đâu có biết đâu. Phụ làm Mỹ con mà. Thì mình phải cảm ơn cha mẹ. Cái này cũng vậy, mẹ biết trước ngày hôm nay sư phụ giáng trần. Cái này nếu mà tính ra thời Quang Tự tới hôm nay, chúng con lật lịch sử đi, là khoảng 1.700 năm.
mẹ biết hết hôm nay mình bị cái gì. Trái đất mình bây giờ đang đại hồng thủy phải không? Lúc lửa, lúc nước. Trái đất mình đang đói đúng không? Thì chúng ta lâm nạn đúng không? Tâm trạng chúng ta đang bồn chồn, rất là lo lắng, đủ mọi bề hết. Trái đất chúng ta lâm nguy sắp sửa bị diệt chủng. Tự nhân loại chúng ta quá ác, tự chúng ta giết chúng ta đúng không? Thì mẹ mới ra kinh Địa Mẫu từ thời đó. Thời Quang Tự là ai? Quang Tự là cháu trai của vua Càn Long đó, con có biết không? Thì thời xưa người ta không có tính theo năm, người ta tính theo đời vua thôi. Thì ở đây là Phủ Hướng Trung. Thì con coi bên nước Tàu Phủ Hướng Trung là ở tỉnh nào? Phủ Hướng Trung nơi huyện Thành Cổ. Huyện Thành Cổ thì ở đó nó sẽ có một cái huyện tên là huyện Thành Cổ. Chứ cũng chưa từng biết, nhưng mà theo trên dạy thì những cái lời của mẹ đó thì là chính xác từ lời từ chữ. Rồi kinh mà từ tiếng Tàu dịch sang tiếng Việt 1000 mấy năm nó sai lệch khủng khiếp lắm. Đến khi mà đến sư phụ hỏi mẹ thì mẹ tóm tắt lời hôm nay là 100% là chính xác. Còn kinh của Việt Nam mà kinh Địa Mẫu á, là tại vì mỗi một người vị thầy, mỗi một người dịch ra người ta sai lệch, cho nên làm cho những cái người không hiểu, nhất là Phật tử hay là mấy thầy, mấy cha, được những người không có đạo, không có hiểu về cái thời tận thế, là người ta xuyên tạc mẹ. Người ta nói mẹ sao cứ thưởng phạt, hành tiêu tội, không có đúng. Mẹ là Phật, mẹ là mẹ của Phật, mẹ là mẹ của Phật Thích Ca, mẹ Phật Di Lạc, mẹ tất cả các vị Phật, cha là cha tất cả các vị Phật, cha mẹ rất là từ bi á. Cái vụ làm nhiều chuyện rất là sai động trời á, mình phụ nhắn kể thôi. Cha cũng tha, mẹ cũng tha đó mà. Cho nên cha mẹ lúc nào cũng tha mình hết. Cái quan trọng nhất, cha sẽ khó tha được những đứa con mà không chịu quay về hướng của cha, mà cứ chạy về hướng của họ thích chạy thôi, không có chạy quay ngược lại cha. Thì làm sao cha cứu được? Xa quá sao cha cứu, mình phải tới gần. Thì cái quyển kinh này á, là nó ra đời từ thời đó. Mục đích quyển kinh này ra đời từ thời đó là để cho ngày hôm nay. Cho nên hôm nay thiên tâm chúng ta là có đại phước hơn tất cả những tôn giáo khác. Tại vì chúng ta cập nhật được cũng giống như là iPhone 15 vậy đó. Là cuốn kinh này tiên tri, vừa tiên tri vừa lời của mẹ, để nói về cái hoạt cảnh của ngày hôm nay. Cho nên khi mà mỗi ngày các con đọc á, là biết bao nhiêu chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật ở trên Điện Mẫu đứng xung quanh nghe. Đó là lĩnh mà, kinh tức là lĩnh của mẹ. Ở lời của một vị rất là lớn như mẹ Phật Mẫu thì đó là một cái chứng chỉ đó, không chứ không phải mà kinh điển mà của những cái tôn giáo khác người ta đọc để mà cho có cái sự hiện từ, để mà cho có cái sự thanh lọc về tâm hồn. Cái này nó khác lắm, khác xa. Để cho người giải thích thì để cho có cái tầm nhìn nó khác nhau ở chỗ nào. Chú Đại Bi thì giống như một cái co thuốc, còn cái này là nguyên cái set quê, cái CBS á. Thì mấy con chi cứu là Phủ Hấn Trung ở huyện Thành Cổ là ở đâu kìa? Là mẹ có nói là tỉnh Thiểm Tây miếu cổ Ứng Linh, tức là một cái miếu cổ mà rất là linh thiêng. Thì lúc đó mẹ mới ra cuốn kinh này. Thượng tầng tỏ ánh quang minh, tức là cứu trên cao. Mà tỏ ánh quang minh thì câu đó là ai cũng hiểu rồi đó. Chim lon mẫu ngự truyền kinh răng rời, tức là ở trên trời á, mà có cái cung gọi là cung Diêu Trì Cung, có chim lon gì trên đó thì đại khái. Nhưng mà mỗi lần mà từ xưa giờ, mỗi lần mẹ về để mà dạy dỗ vô phụ á, thì vô phụ thấy có mấy người cầm cái quạt bự lắm hầu mẹ, rồi có mấy bà chị đi theo, nhưng mà có hai người cầm cái quạt, lỗi quạt ngộ lắm nha, dài bự lắm. Từ thì con coi trong hình mà của bên cao đài hay bên của người Tàu á, là họ cũng có đúng, tại vì cũng có những người thời xưa người ta có thần thông, hay là có linh căn, hay là có điểm, người ta biết được. Thường mùng 8, 18, 28 là mẹ ở lòng bà,
mão vua y như trên điện mẫu Thiên Long Sơn mình. Còn những ngày khác mẹ mặc đồ tự do, chiếc nhẫn của mẹ đó là mẹ xoay một cái là xài ra áo màu trắng, trắng nhưng mà phải trắng nha, mình gần nó giống như kim cương vậy, nó ra nhiều màu xanh tím vàng đồ đủ hết. Rồi cái trên cái mão của mẹ hình có là cái trái đất của mình, tức là cha là với mẹ, cha coi hết tất cả các tầng trời, còn riêng cái trái đất này là mẹ là có quyền hết. Cho nên có một lần á, cái sư phụ mới nói chuyện với mẹ, nói con xuống đây sợ thiên ma với những thế lực của người đời á hiếp buồn ngãi rồi. Mẹ nói trên thế gian này á, trong cái vũ trụ này không có ai mà thần thông cao siêu hơn mẹ, con không có gì phải lo. Thì sư phụ mới biết là mẹ là thần thông cao hơn tất cả các những gì khác. Thượng thần gọi quang minh chim loan mộng ngự truyền kinh răng đời. Thế mẹ cho mình cuốn kinh này để mà dạy chúng ta, đó là câu đó, câu thứ 4. Kim ngân kim ngôn mẹ đây lời mà quyết, đó là những cái lời của mẹ là lời vàng ngọc đó, là kim ngôn lời vàng. Mạch quyết là từ ở trong cái tâm quyết của mẹ dạy cho chúng ta để chúng ta học hỏi, chứ không phải là viết ra mà chúng ta không chịu học. Mà con nghĩ chỉ có Hội Thiên với những người mà hiểu về đạo mẫu á, người ta còn đọc kinh Địa Mẫu. Nếu mà tính số lượng của Phật tử với số lượng của con chiên ông giáo, đâu có bao nhiêu đâu, không có tới 1% nữa. Con thấy có phải là kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết có phải uổng không? Trong khi họ đi tìm cái gì, cuối cùng họ cũng tìm về trời thôi, gặp ông trời, về cảnh trời, về làm ở trời giảng sanh rồi thôi. Nhưng mà đời kim ngôn mẹ đây truyền mạch quyết mà họ không để ý, con thấy có vô lý không? Mà hôm nay thì hụ ra 5 năm để cho họ hiểu là cái nào quan trọng hơn, không lo. Cái nhà trái quan trọng, không lo. Tức là cái thần hồn á, là không biết chết đi về đâu, mà có người chỉ dặn mà lại không hiểu. Trong khi mẹ cũng vậy, kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết. Đức từ tôn tha thiết khuyên con, đó là mẹ, là cha mẹ của mình là khuyên mình hiếu trung giữ diện cho tròn. Việt Nam bây giờ có ai hiếu trung đâu, hiếu nghe là có hiếu với ông bà tổ tiên cha mẹ mình, trung là trung quân ái quốc, có ông ai mà trung quân ái quốc đâu, ông nào cũng hối lộ, không có giữ diện tròn hết. Mẹ hiền bố điển bảo toàn chúng sanh. Cái trái đất này á, mà nếu mà mẹ mà không phủ điển bao bọc cả trái đất của địa cầu này, con có biết á, nó sẽ có một cái khúc là khi cá ngao chở ngang dùng dãy, thiên địa này phải chịu rã đôi. Cá ngao là sao chổi á, sao chổi á, nó dài, cái đầu như này túa ra giống như con cá heo gì đó, là gọi là cá ngao, tức là bông tử á. Là cái trái đất này thì chịu phải rã đôi. Cho nên mẹ phải phủ điển, phủ điển cũng giống như cái áo lạnh của mình, cho mình đừng có bị nắng, bị lạnh, hay là cái áo của mấy người chữa lửa chạy vô lửa để đừng có bị cháy. Thì lúc nào cũng giống như nhà chùa ở, là mẹ phủ điển cái nhà, cái lưới trời mẹ phủ qua cái chỗ chùa ở. Thì cái trái đất này cũng vậy, mẹ dùng thần thông phủ điển hết. Mẹ hiền bố điển bảo toàn chúng sanh, tâm nhập mậu tâm thành kính mẫu. Tam nhập mậu tâm thành kính mẫu, tức là một ngày tam nhập, tức là mình đọc kinh nhập là tức là tính ngày không ta, tam là mấy là ngày đọc kinh 3 lần, nó hơi nhiều quá. Thời đại văn minh này sao đọc nói ngày 3 lần thôi, thấy ngày 1 lần không được rồi. Mẹ vụ này nha. Hả? Con nghĩ là tháng 3 lần. Thế nên là tam nhật mẫu tâm thành kính mẫu. Cái câu mẹ viết là gì? Tam là 3 đúng không? Nhật là ngày. 3 ngày mẫu. Hả? 3 ngày. À đúng rồi, 3 ngày mẫu mùng 8, 18, 28. Ok, rồi đúng rồi. Hay nha. Tam nhật mẫu. Trời ơi, con hợp hết lớp 12 Việt Nam, sư học lớp 4 Việt Nam thôi.
cho nên đệ tử ơn thầy là chuyện là đúng. Còn tại vì cái gì của sư phụ là truyền lại cho con gần hết rồi, nhưng mà còn những cái riêng của con mà có chỗ này chỗ kia nó là thôi á, đứa nào mà dở hơn sư phụ là đứa đó quá dở. Đệ tử nó phải giỏi hơn mới là đúng đệ tử, đúng không? Tại sư phụ đâu có học được gì của mấy con đâu, rồi học ca của thế giới đâu mà ca của ông nổi với nó thì nó ca gì hết. Tại vì mấy con có cái cụ riêng của con nữa đúng không? Còn có sư phụ là thu giải hết rồi. Đệ tử phải hơn thầy. Mẹ hiền bối điện bảo toàn chúng sanh tam nhập một tâm thành chỉnh một, tức là mùng 8, 18, 28, tức là câu đó. Tấm lòng son vọng thấu vô cung, tức là mỗi một lần á, thụ ganti nha, ganti luôn á, là mỗi lần mà con đọc kinh á là mẹ biết hết. Nhất là trên điện mẹ là dĩ nhiên là nên nhớ nha. Ngày xưa mà sư phụ đặt tượng ở ở điện mẫu trên Thiên Long Sơn mình á, là mấy vị hộ pháp, ông bốn tứ đại thiên vương nói chuyện với phụ Thích Long nói, rồi ông chân thần nói là khi có tượng của thượng đế là lúc nào luôn luôn lúc nào cũng có chư thiên chư bồ tát đến viếng thăm á, cũng giống như là một nhà quan vậy đó. Tượng khác thì sư phụ không biết nha, mà có tượng cha tượng mẹ lúc nào cũng bồ tát chư thiên đến thăm viếng lui tới gần gần. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng có người trực chào cha mẹ ở điện mẫu trên Thiên Long Sơn. Nó không phải chỗ bình thường. Đó là cái đó là xua luôn. Khi mà mấy con đọc là câu này là tuốt trên trời là mẹ cũng nghe, tấm lòng son vọng thấu vô cung, gia xâm hợp trung vùng. Tức là mình có chuyện gì á là cũng hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, dân an quốc thái hưởng chung thanh bình, mùa màng được tươi sinh sung túc. Con thấy nước Việt Nam hay nước Tàu bây giờ người ta đâu có hiểu về kinh mẫu này nhiều, chỉ có Thiên Tâm chúng ta là một nhóm Thiên Tâm, một cái ngọn đuốc mà đâu có đốt sáng hết cái đoàn vô minh của chúng sanh của trái đất này đâu. Cho nên thành ra bây giờ con thấy thiên tai địa chấn, chứ đâu có mùa màng được tươi sinh sung túc đâu, là vì do những cái thiết gọi là tà giáo xuất hiện, phong trào tu tâm lắm người tin tưởng sai lầm đó. Thì khi mình mà đi nghịch lợi á, con người mình thì thuận theo đất. Đất tức là sao? Mình ăn đất nè, mình có thân tứ đại, mình ăn rau quả trái cây cũng từ lòng đất ra, bất cứ cái gì trong cơ thể của mình, chất dinh dưỡng cũng từ đất ra, tức là người thuận theo đất, chết cũng về đất, chết cũng về đất mẹ, có ông đại địa mà. Người thuận theo đất, đất thì thuận theo trời. Tức là khi trái đất mình mà làm sai với luật thiên nhiên á, thì ở trên á sẽ cho mình nạn thiên tai địa chấn, cũng giống như lửa với nước. Ở Libya động đất, rồi Hải Quay bị cháy nhà, bên Tàu bây giờ đó, lục quá trời luôn, rồi bên Việt Nam cũng lục. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, mà trời thì thuận theo đạo. Tại vì không có cái đạo có quả địa cầu, mình thành quả địa cầu cũng giống như khô khan vậy, quả địa cầu quả tinh vậy, không có cây cối, không có sự sống. Con người sống y như robot, chúng ta đâu phải là robot, chúng ta có cái tri giác mà, có cái cảm nhận, có sự buồn vui, và có cái có một cái kiến thức rất là siêu. Đó là tại sao những người thành tinh họ có đời sống văn minh hơn mình, họ có tha tâm thông, mà họ lại không có đủ phước bằng mình. Tại vì chúng ta sống cái thân tứ đại quá gọi là bở vỡ, dễ hư, dễ thúi, dễ bệnh, đi thử máu cũng bệnh, đụng cái cũng lụi sáu mũi, kiểu nào cũng dễ chết hết. Nhưng chúng ta dễ thành Phật hơn người thành tinh, thì chúng ta có cái phước đó. Có quả địa cầu chúng ta là gọi là năm ăn năm thua đi ha, mình nói danh từ này để cho cái loại mà xăm mình cầm mã tấu á, năm ăn năm thua nghe mấy em
có nghĩa là năm sướng năm khổ. Cái năm loại sư phụ nói độ không nữa, trí thức, cầm mã tấu, kiếm cận, con chiên với Phật tử, thì phụ độ có nổi. Nhưng ngược lại cái phần năm ăn đó, hôm nay có con của cha, có đệ tử của Phật ngồi đây, đó bằng tiếng Việt để cho mọi người hiểu. Thì cái phần năm ăn đó mình ăn chắc, xua lật hết tất cả những con bài, tới giờ phút chót của tận thế ngày hôm nay tôi không còn giấu gì nữa. Những năm đầu tôi còn giấu đầu giấu đuôi, phải không? Tại vì mỗi một lúc mỗi một tháng mấy vị chỉ cho mình lộ đến phút nào. Lúc này là thôi cho hằng ngã lật luôn mấy con, quýnh bài ngửa luôn á, đặt dáng nào cũng trúng á. Vậy mà họ cũng không chịu đặt, thì bây giờ phải làm sao cứu? Cho nên sư phụ phải là ngã mạng, đã đầu thai xuống trần rồi, đã có cái sứ mệnh, đã có cái kim lệnh của cha cho rồi, Phật Di Lặc đã ấn chứng sư phụ xuống trần để lập đạo của ngài, và ngài sau này sẽ dùng cái đạo này thống nhất thế giới. Sư phụ không có gì gọi là giấu trên thế gian này nữa, những gì sư phụ nói là được mấy vị cho nói. Lật hết đi con, quýnh bài ngứa, đặt kiểu nào cũng trúng, vậy mà cũng không nè. Chúng sanh nó siêu ngu, cực kỳ siêu ngu.